Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cảm nhận đoạn thơ cuối bài Quê Hương của Tế Hanh. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 5 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video là một trong những đoạn cảm nhận hay nhất. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Bài thơ Quê Hương của Tế Hanh là một trong những bài thơ hay và đặc sắc về chủ đề quê hương. Nổi bật trong bài thơ chính là nỗi nhớ về quê hương của tác giả. Cô đọng trong 4 câu thơ cuối chính là nỗi nhớ thương da diết trong xa cách, nhưng tác giả vẫn luôn một lòng hướng về quê hương. Là một người con phải xa quê hương, Tế Hanh là một người yêu quê hương, ngôi làng chài của mình, và trong lòng luôn canh cánh một nỗi nhớ về quê hương. Quê hương ở trong ông là hình ảnh mái làng chài ven biển, cách biển nửa ngày sông, là những con người mặn mòi vị biển cả, là hình ảnh con thuyền và cánh buồm rẽ sóng chạy ra khơi. Nhưng tất cả những hình ảnh đó chỉ còn trong ký ức, trong nỗi nhớ của tác giả, mà tác giả đã buộc phải thổ lộ trong khổ thơ cuối bài. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ, màu nước xanh cá bạc chiếc buồm vôi, thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Ngay câu đầu tiên, tác giả đã khẳng định nỗi nhớ của mình khi ở một nơi xa hướng về quê hương. Dù phải xa cách quê hương, nhưng không vì đó mà làm mờ nhạt đi tình yêu quê hương trong ông. Ngược lại, ông luôn tưởng nhớ, đó là nỗi nhớ luôn thường trực và xuyên suốt trong lòng ông. Tác giả nhớ về màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi. Đó là những hình ảnh quen thuộc gắn liền với người dân miền biển. Màu nước biển trong xanh, nơi những con thuyền dương cánh buồm vôi trắng thâu góp gió rẽ ra biển khơi, tìm đến những mẻ cá bạc sau bao gian lao mưa nắng và hiểm nguy vất vả. Đó là màu của thiên nhiên, màu nước xanh, màu cá bạc và màu trắng vôi của cánh buồm. Tất cả đã được in sâu trong trí nhớ và tâm hồn của tác giả. Thấp thoáng đâu đó ta vẫn thấy hình ảnh người dân chài, bởi không thể thiếu con người trong hình ảnh. Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, đâu đó trong tiềm thức của nhà thơ vẫn mường tượng ra cảnh sinh hoạt đánh bắt cá của người dân quê hương. Họ đang ngày đêm ra khơi đánh bắt với sự hăng say và tinh thần yêu lao động, lái những con thuyền vươn ra biển cả, đương đầu với sóng gió và thử thách của đại dương mênh mông, để rồi từ đó thu về những mẻ cá nặng trong niềm vui hân hoan. Dù ở một nơi xa, không tham gia vào hoạt động của dân làng chài, nhưng tác giả vẫn cảm nhận rất rõ sức sống mãnh liệt của con người nơi đây. Cuối cùng, nỗi nhớ của tác giả đã trào dâng niềm xúc động bằng câu thốt lên: tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Phải có sự gắn bó sâu sắc và tình yêu sâu đậm với ngôi làng chài này lắm, tác giả mới có những cảm nhận tinh tế, cách miêu tả đầy sống động và lãng mạn như thế. Cái mùi nồng mặn ấy chính là mùi của biển cả, của vị sa săm nồng thở trong thân hình người dân trai tráng, của chất muối thấm trong thớ gỗ con thuyền. Tác giả nhớ tất cả những thứ đó chính là đang thốt lên nỗi nhớ khôn nguôi về quê hương. Qua đoạn thơ cuối của bài thơ Quê Hương, ta thấy được cảm xúc mạnh mẽ của tác giả được thể hiện qua các hình ảnh, cách miêu tả và lời than thở của nhà thơ. Tác giả đã cảm nhận về quê hương mình không chỉ bằng những cảm giác bên ngoài, mà còn bằng cả chiều sâu tâm hồn. Điều đó đã góp phần bộc lộ cảm xúc trữ tình của tác giả trong bài thơ này. Hết bài cảm nhận. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.